Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của nhóm nghiên cứu tinh thể Hồ Chí Minh HCLT. Thì hôm nay thì mình sẽ là cái Crystal Talk thứ hai ha, nói về vấn đề là chúng ta nuôi tinh thể các bạn ha. Thì nuôi tinh thể là một cái khái niệm mà có thể bây giờ nó không còn mới lạ với nhiều bạn nữa. Các bạn qua Google nè, Facebook các bạn có thể biết được rằng là nuôi tinh thể là thế nào. Thì nhưng mình chỉ đọc cái học câu hỏi nhỏ nhỏ thôi là các bạn đã thật sự hiểu về bản chất của việc nuôi tinh thể hay chưa? Bởi vì mình có hỏi một vài bạn thì nuôi tinh thể các bạn chỉ đơn thuần nói với mình là các bạn bỏ muối vô trong nước xong nó hòa tan, rồi sau đó nó tự nó hình thành lên mấy cái cục rắn ở dưới đấy, và các bạn nói rằng đó là việc nuôi tinh thể. Vậy có đúng hay không? Mình xin trả lời đó là vẫn là đúng, nhưng là nó chưa đủ, bởi vì nuôi tinh thể nó rất là gọi là nó sẽ có nhiều cấp bậc khác nhau. Ví dụ các bạn là nuôi một đơn tinh thể hoặc một đa tinh thể, nó sẽ có những phương pháp khác nhau nữa đó. Rồi các bạn nuôi những cái loại mà khó hơn, ví dụ chẳng hạn nó không hòa tan được trong nước, các bạn hòa tan trong một cái dung môi phân cực khác, hoặc đơn thuần các bạn sẽ nuôi là bạn làm nóng chảy nó rồi cho nó kết tinh lại, đông đặc lại, thì đó là những phương pháp khác nhau. Thì hôm nay thì mình chỉ nói các bạn về vấn đề là các bạn hòa tan trong dung môi là nước thôi. Trong những kỳ sau thì mình sẽ cố gắng nói về là cái phương pháp nóng chảy rồi và nuôi trong những cái dung môi phân cực khác, ví dụ chẳng hạn như lưu huỳnh hòa tan trong toluen ha. Thì hôm nay mình chỉ nói về là phương pháp hòa tan ở trong nước thôi. Thì đầu tiên thì mình sẽ quay lại khái niệm đơn giản nuôi tinh thể là gì ha. Nuôi tinh thể nói đúng ra các bạn phải dùng thuật ngữ là chế tạo ha. Chúng ta sẽ gọi là kỹ thuật chế tạo tinh thể. Thì chế tạo đây là các bạn tạo ra một cái môi trường mà tại đó các nguyên tử và phân tử cấu tạo nên cái chất hóa học đó, nó sẽ hình thành tại một thứ được gọi là tinh thể, là các liên kết, nó sẽ liên kết lại với nhau thành một khối thống nhất. Bởi vì mỗi loại tinh thể nó sẽ có một cái cấu trúc và kiến trúc khác nhau. Thì các bạn có coi lại cái video mà về những hệ tinh thể của nhóm mình, thì mình có để nhắc ở đây là mỗi loại tinh thể sẽ có kiến trúc khác nhau, nên là các bạn chỉ tạo điều kiện để tụi nó thuận lợi và liên kết lại theo đúng cấu trúc của nó thôi. Thì khi nó đã liên kết lại với nhau thì nó sẽ hình thành nên tinh thể. Thì nôm na là các bạn tạo điều kiện cho nó ha các bạn ha. Thì bản chất của việc nuôi tinh thể là như vậy, chứ không phải là kiểu nuôi là các bạn đi mua đoàn cho cá, các bạn thả vô cái dung dịch tinh thể là không có đúng ha các bạn ha. Nên nhiều bạn cứ như là nuôi là ủa tại sao nó là con vật gì hả ha. Thì ở đây tinh thể cũng không phải là con vật, cũng không phải là sinh vật gì đâu. Ok ha, nó chỉ đơn thuần là một chất rắn và chúng ta tạo điều kiện cho nó thôi ha. Thì mình việc mà mình nói là nuôi tinh thể là để cho gần gũi hơn, thì không ra gần gũi hơn, nhưng gọi đúng thì các bạn nên gọi là chế tạo tinh thể. Thì ở đây thì chúng ta sẽ nuôi những cái loại nào nhỉ? Mình thấy các bạn hay nuôi nè, đồng sunfate chẳng hạn đây. Đây chính là dung dịch đồng sunfate nè các bạn ha. Đồng sunfate đây, và tinh thể đồng sunfate đây. Các bạn thấy màu xanh này. Đây là một trong những là tinh thể khởi đầu của những bạn bắt đầu kỹ thuật chế tạo tinh thể. Thì đây là một loại muối hóa học rất là dễ tìm ở những cửa hàng hóa chất nè, hoặc là cửa hàng phân bón. Thì khi tinh thể này kết tinh, nó sẽ cho ra cái tinh thể màu xanh. Đây các bạn thấy, tinh thể màu xanh và cực kỳ dễ kết tinh nha các bạn nha. Nó cực kỳ dễ thành, đây có thể là một trong những loại tinh thể dễ làm nhất ha, dễ làm nhất. Nhưng mà cũng một điều là mình không thích cái loại này cho lắm, bởi vì sao các bạn biết không? Cái loại này khi mình làm xong, chẳng hạn khi dung dịch mình dư thế này nè, xử lý nó cũng khá là khó. Bởi vì sao? Chúng ta không nên đổ những dung dịch đồng sunfate đi vô trong bồn hoặc là đi ra cống, bởi vì những cái dung dịch này nó có khả năng làm hủy hoại môi trường. Đây là một cái dung dịch mà có khả hủy hoại sinh vật sống và làm chết cây cỏ này kia, nên cái vấn đề là xử lý cái dung dịch này chúng ta cần phải là xem xét lại. Ngoài ra đây các bạn thấy một cái hoa màu trắng ở đây, hoặc là một cái tinh thể kết tinh ở trong này ha. Đây là muối cá 2B4 mình hay, đây là một cái loại muối mà mình cực kỳ thích nuôi. Vì sao? Thứ nhất là nó lành tính, ít độc, nó cũng rẻ tiền và dễ tìm, và dĩ nhiên nó có một cái hình dạng tinh thể mình rất là thích. Ở đây các bạn thấy là đây là cái tinh thể mình thường xuyên làm những cái hoa tinh thể các bạn, hoa tinh thể đây của mình cho các bạn coi hình ha, đủ màu sắc. Và đây cũng là một tinh thể mà nó ăn màu cũng tương đối là tốt các bạn, tương đối thôi nha, chứ không phải là tốt đâu nha, tương đối tốt thôi chứ không phải là tốt. Thì các bạn sẽ thấy là cái loại này mình hay làm ra kiểu như bông xanh, bông đỏ, bông vàng á đó, theo cái hình dạng mình mong muốn hình đó. Rồi ngoài ra đây các bạn thấy một cái tinh thể này đúng không, đây là tinh thể vàng chrome trộn một tí xíu vàng chua các bạn ha. Thì các bạn thấy là nó sẽ có màu đen đúng không, nhưng mà khi các bạn chiếu ánh sáng mạnh vô nó sẽ có màu tím, nó sẽ có màu tím tím. Thì nếu mà các bạn thay đổi tỷ lệ giữa vàng chua vàng chrome, các bạn tăng vàng chua lên thì cái màu tím nó sẽ nhạt dần đi ha. Nếu mà các bạn dùng vàng hoàn toàn là vàng chrome không thì nó sẽ thành một gần như là màu đen luôn rồi ha, gần như là màu đen. Thì rồi cái vấn đề mình nói tiếp theo là nữa sao ta, giữa hóa chất tinh khiết và hóa chất công nghiệp nên dùng loại nào? Thì nếu các bạn nuôi tinh thể để đẹp, giống như là chúng ta đi nghiên cứu cho vui, hoặc là chúng ta làm quà tặng cho bạn bè, thì với mình thì mình nghĩ mình khuyến các bạn là dùng hàng công nghiệp
ha. Thì thường hàng công nghiệp thì chất lượng của nó là từ khoảng 99% trở lên là cũng tương đối rất là ok rồi. Ví dụ trên hàng đồng Sunfast nè, K2B4 thì nó dẫn ra những tinh thể rất là đẹp. Nhưng nếu mà thật sự các bạn làm một cái tinh thể kỹ thuật á, các bạn cần sự chính xác cao, thì mình khuyên là các bạn nên dùng những cái hàng thí nghiệm như thế này. Các bạn hàng thí nghiệm thì độ là cũng là 99,5% trở lên nha các bạn, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là nếu các bạn muốn chính xác hơn nữa thì khi các bạn pha dung dịch, các bạn phải pha bằng nước cất, chúng ta không pha bằng nước máy các bạn ha. Thì đây là tùy mục đích các bạn sử dụng và các bạn mong muốn như thế nào thì chúng ta thay đổi cái phương pháp đó. Đó là cái kiểu như thế. Và tiếp theo là nên sử dụng những loại hóa chất nào để nuôi nha các bạn. Như nãy là mình nói là đồng Sunfast là cái dễ đúng không, cái KDB rồi, cái phèn rôm rồi, nhưng mà còn những chất khác thì sao? Thì ví dụ chúng ta có K3FECN6 là màu đỏ, K4FECN6 là màu vàng. Thì hai loại muối này là cũng rất là ok các bạn. Vấn đề đây các bạn thấy chữ CN các bạn sợ đúng không? Thật ra nó là gốc là Ferri và Ferrocyano chứ không phải là gốc Cyano không. Nên dĩ nhiên là nó tương đối lành tính, nên yên tâm về vấn đề này. Ngoài ra màu xanh lá cây còn có muối gì nữa nè? Chúng ta sẽ có muối Niken Sunfast. Niken Sunfast nó sẽ cho ra màu xanh ngọc rất đẹp. Nhưng tuy nhiên và cái dung dịch của Niken Sunfast cũng tương tự với đồng Sunfast thôi, không đổ ra môi trường các bạn nha. Nó cũng hủy diệt môi trường rất là ghê. Đấy, đó là những cái loại muối mà thấy là cơ bản hay làm được. Ngoài ra chúng ta có là borax nè, hàng the các bạn nuôi cũng rất là ok. Nhưng mà borax thì các bạn khó nuôi những cái dạng tinh thể này, đơn tinh thể này, mà các bạn sẽ nuôi dạng đa tinh thể là sẽ nhiều hơn. Đa tinh thể nhiều hơn thì các bạn làm cái kiểu dây kẽm gai các bạn nuôi á, thì mình trong những cái video trước mình đã có một cái kiểu video làm trong cái dạng cầu như thế này rồi, các bạn hãy xem là những video trước của nhóm mình làm đó. Rồi muối ăn, liệu muối ăn có làm được không ta? Thì muối ăn á thì các bạn vẫn làm được nghe, vẫn làm được, nhưng chỉ có điều là thường tinh thể kết tinh nó sẽ đục, rất khó để làm ra một cái tinh thể trong. Mà nếu thật sự các bạn muốn nuôi như natri cloru á thì các bạn không nên dùng muối ăn thường, mà các bạn phải đi mua một cái chai tinh khiết giống thế này nè, natri cloru hoặc là kali cloru, đó một trong hai chất đó các bạn nuôi nó sẽ ok hơn. Bởi vì bản thân muối ăn nó có một cái tính chất là chảy rửa các bạn ha, các bạn để lâu thì nó sẽ chảy rửa từ từ. Nhưng mà nếu mà natri cloru tinh khiết thì không có tính chất này, nên các bạn nuôi nó sẽ kết tinh nhanh hơn và tinh thể nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy cũng là những cái kiểu mà các bạn phải lựa chọn giữa hồi nãy như mình nói á, giữa thí nghiệm và hàng công nghiệp ra sao. Đó là như thế thôi. Thì vấn đề nuôi tinh thể nó chỉ là cơ bản, những vấn đề các bạn cần phải nắm là thứ nhất các bạn phải hiểu được bản chất tinh thể là gì, cái loại chất các bạn cần mua để các bạn nuôi là ra sao, và các bạn sẽ chọn cho một cái phương pháp nuôi. Thì về phương pháp nuôi thì mình sẽ có những cái video hướng dẫn sâu về từng loại, thì các bạn đó có thể thấy là mình đã có hướng dẫn về cách pha chế ung dịch bão hòa rồi nè, nuôi tinh thể ra sao thì có những video trước rồi. Và sau này tụi mình sẽ làm thêm những cái video mới về nuôi những tinh thể khác như Niken Sunfast, hoặc là những cái loại phức tạp hơn tí xíu, hoặc là nuôi trong những cái dung môi khác nữa, thì mình sẽ để cho những video về những kỳ sau đó. Thì hôm nay là mình chỉ nói những vấn đề cơ bản này thôi. Nice. Và cái cuối cùng mình muốn nhắn nhủ các bạn, khi mà chúng ta tiếp xúc với cái bộ môn nuôi tinh thể này, thì dĩ nhiên khi các bạn nuôi tinh thể á, bất kỳ cái loại nào chúng ta nên tìm hiểu về độc tính của nó có ảnh hưởng sức khỏe hay không, nó ra sao. Bởi vì nhiều lúc mình thấy có những bạn họ nuôi cái muối như này. Đây là cái muối họ Chromat các bạn, hoặc là Dichromat. Đây là cái loại muối đẹp thật, nó có màu cam. Dichromat thì cho màu cam, hoặc còn Chromat bình thường thì nó sẽ cho màu vàng các bạn ha. Rất là đẹp, hình dáng tinh thể cũng rất ok lắm. Nhưng vấn đề là những cái muối Dichromat hoặc là Chromat thì thường rất là độc, bởi vì nó có tiềm năng gây ung thư. Nên các bạn cũng phải xem xét cái vấn đề này khi nuôi cái loại tinh thể này. Mà dẫu sao thì tất cả những thứ này đều gọi là hóa chất. Nếu là hóa chất rồi khi các bạn làm thao tác, các bạn nhớ mình đeo bao tay. Đeo bao tay, nếu mà kỹ hơn thì mình đeo khẩu trang, mình đeo một cái mắt kính nữa. Còn những cái tinh thể sau khi mình nuôi xong, ví dụ như cái này các bạn thấy mình cầm nắm nãy giờ đúng không, thì bởi vì cái này mình đã bôi một cái lớp bảo vệ lên rồi nên nó sẽ không ảnh hưởng tới da tay của mình. Đấy là kiểu như thế, nên các bạn nhớ tuyệt đối là mình phải an toàn cho sức khỏe, an toàn cho bản thân nha các bạn nha. Thì video hôm nay mình chỉ nói ngắn nhẹ nhàng với các bạn hôm nay thôi, thì mình hy vọng là sẽ có những kiến thức bổ ích cho các bạn mới bắt đầu về việc nuôi tinh thể này. Nếu các bạn thật sự thích video này, hãy cho mình một like nè, một share, một subscribe. Và dĩ nhiên nếu có được thì các bạn cho mình một cái comment, nó có ý kiến là các bạn thích một cái chủ đề nào đó để mình có thể nói nữa, hoặc các bạn muốn đóng góp ý kiến về chất lượng của clip như thế nào, thì mình rất mong để có thể lắng nghe được ý kiến các bạn để xây dựng cái video của chúng mình tốt hơn. Thì sau cái clip Crystal Talk 2 này, mình sẽ cố gắng làm thêm những Crystal Talk thứ sau nữa, 3, 4 thì kia, về những cái việc mình nói thế này. Hy vọng là nó sẽ gần gũi với các bạn hơn, và các bạn sẽ dễ tiếp thu kiến thức hơn rất là nhiều so với những cái clip mình hướng dẫn hàng năm hơn.
Thì cảm ơn các bạn đã coi video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.